Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mụn có thể được xem như một căn bệnh mãn tính dễ tái phát, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và khiến cho tâm sinh lý của người bệnh bất ổn. Chính vì vậy mà điều trị mụn bằng các loại thảo dược từ tự nhiên được đánh giá là một biện pháp an toàn, mang lại tính hiệu quả lâu dài cho người bệnh. Các nghiên cứu cho thấy hoạt chất chicanol là sự kết hợp từ các thành phần terpinen bún oi, tinh chế từ tràm trà và chiết xuất vỏ cây liễu trắng, giàu các dẫn xuất salicylic có tác dụng giảm sưng, kháng viêm, làm xẹp mụn bọc, mụn viêm, se da và chống kích ứng cho da. Bên cạnh đó, chiết xuất nọc ong cũng là một trong những nguyên liệu thiên nhiên, an toàn, được sử dụng vào mục đích làm đẹp từ hàng ngàn năm ở nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ai Cập. Hiểu được lợi ích tuyệt vời từ các hoạt chất thiên nhiên, các chuyên gia đã nghiên cứu và ứng dụng thành công Chicanol Plus và đưa chiết xuất nọc ong vào Dr. Beauty, giúp hỗ trợ điều trị mụn và chăm sóc da,